Xin chào, dạo gần đây các bạn sẽ thấy Tổng thống Biden liên tục nhắc tới việc Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine, một loại vũ khí có khả năng tiêu diệt hàng loạt. Và Tổng thống Mỹ cũng đe dọa nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học thì NATO có thể sẽ đáp trả bằng hành động quân sự. Nếu nghe những tin này, đa số bạn thường nghĩ rằng tin gì bọn phương Tây, cái gì xấu xa bẩn thỉu họ trả đổ hết cho Nga. Tuy nhiên, nếu chỉ nói một hai lần thì không sao, nhưng Mỹ lại liên tục nhắc đi nhắc lại về việc Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học. Và thậm chí câu chuyện này còn được đưa ra bàn luận tại Liên Hợp Quốc thì ắt phải có gì đó. Tổng thống Biden đã từng nói rằng Nga sẽ tấn công Ukraine. Hầu như đồng minh của Nga lúc đó hoặc những người yêu thích Nga như Việt Nam đều không tin Tổng thống Putin sẽ làm như vậy, cho rằng phương Tây chỉ thổi phồng sự thật. Nhưng cuối cùng thì Nga cũng đã đánh Ukraine cho đến nay được hơn một tháng rồi. Vậy giờ ông Biden lại nói Nga sẽ sử dụng vũ khí hóa học thì chúng ta cũng nên đặt câu hỏi. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem NATO nói như thế nào về việc Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học. Lưu ý với các bạn là video này chỉ dẫn lại những gì phương Tây nói, còn kiến thức thú vị không khẳng định là thông tin đó đúng hay sai, bởi chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Nga có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine cho đến hiện tại. Vũ khí hóa học bao gồm rất nhiều loại với các đặc điểm và cách sử dụng khác nhau, có thể cho vào nguồn nước, phát tán trong không khí, vân vân. Tuy nhiên, chúng đều có đặc điểm chung là cực kỳ nguy hiểm, có thể giết rất nhiều người chỉ với một lượng rất nhỏ, mà chẳng đụng chạm gì đến cơ sở hạ tầng. Cuộc chiến truyền thông giữa Nga và Mỹ về vũ khí hóa học, sinh học bắt đầu từ tháng 3. Lúc đó, Nga cáo buộc rằng Mỹ và Ukraine đang hợp tác cùng phát triển vũ khí sinh học bên trong các cơ sở tại Ukraine. Vào ngày 11 tháng 3, Nga đã triệu tập cuộc họp đặc biệt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về vấn đề này. Tại đây thì Nga cáo buộc Mỹ và Ukraine, tuy nhiên phía Mỹ bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của Nga. Thậm chí Mỹ còn cho rằng ông Nga đang đưa ra cáo buộc như vậy thực chất là để viện cái cớ cho một cuộc tấn công vũ khí hóa học vào Ukraine trong tương lai gần. Và đến gần đây thì càng ngày Mỹ lại càng nhắc nhiều về nguy cơ Nga sẽ sử dụng vũ khí hóa học, mặc dù phần lớn mọi người vẫn tin rằng Nga sẽ không bao giờ làm như vậy. Vậy thì Nga có vũ khí hóa học hay không? Câu trả lời là trong chiến tranh lạnh, Liên Xô có kho dự trữ vũ khí hóa học lớn nhất trên thế giới. Tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận rằng Nga đã nắm giữ gần 40.000 tấn chất hóa học, bao gồm khí thần kinh VX, sarin, mosan, khí mù tạt và phogen. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 1993, Nga đã ký công ước về vũ khí hóa học CVKC. Theo các điều khoản của hiệp ước có hiệu lực từ năm 1997, thì việc phát triển, sản xuất, mua lại, dự trữ, lưu trữ, chuyển giao hoặc sử dụng vũ khí hóa học của các quốc gia thành viên là vi phạm công ước. Các quốc gia thành viên được yêu cầu phải khai báo về tất cả các hoạt động vũ khí hóa học trong quá khứ, nộp các khai báo thường xuyên về việc sản xuất, chế biến và sử dụng một số hóa chất lưỡng dụng và cho phép tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCVK kiểm tra định kỳ, tổ chức giám sát việc tuân thủ công ước. Hiệp ước cũng yêu cầu phá hủy các kho dự trữ hiện tại, cũng như bất kỳ kho vũ khí hóa học nào bị bỏ rơi trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên khác, không muộn hơn ngày 29 tháng 4 năm 2012. Đến thời hạn, Nga vẫn chưa hủy hết kho vũ khí hóa học của mình. Mãi tới năm 2017, Nga mới thông báo rằng đã hủy tất cả kho vũ khí hóa học. Nhưng cũng từ đó, Nga đã bị cáo buộc là không tuân thủ công ước CVKC và không khai báo trung thực. Vậy Nga đã từng sử dụng vũ khí hóa học hay chưa? Thì có 3 lần, phương Tây cho rằng Nga đã sử dụng vũ khí hóa học. Lần thứ nhất là tại Anh, cựu điệp viên người Nga và con gái của ông ta được cho là đã bị đầu độc. Thủ tướng Anh khi đó đã khẳng định trên truyền thông rằng chất độc trong người hai nạn nhân là chất độc thần kinh cấp quân sự mà Nga đã phát triển. Nó có tên là Novichok. Lần thứ hai, một nhà chính trị người Nga có các hoạt động chống lại ông Putin được cho là đã bị đầu độc cũng bằng chất Novichok. Và lần thứ ba là tại Syria, phương Tây đã cáo buộc rằng chính quyền Tổng thống Assad thân Nga đã sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường dưới sự hỗ trợ của Nga. Tuy nhiên, tất cả các cáo buộc thì Nga đều bác bỏ. Nói chung là thông tin như vậy thôi, không có bằng chứng chính xác nên ai tin bên nào thì tin. Cái này tùy quan điểm mỗi người.
Còn hiện nay, mặc dù chưa có bất kỳ hành động nào của Ukraine hay Nga về việc sử dụng vũ khí hóa học, tuy nhiên, phương Tây vẫn liên tục nói về vấn đề này. Họ cho rằng Nga đang chơi cờ giả, cáo buộc Ukraine phát triển vũ khí sinh học để biện minh cho hành động tấn công bằng vũ khí hóa học của mình trong tương lai. Quốc hội Anh cho rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học để tăng tốc độ cho cuộc xâm lược của mình, bởi cuộc chiến này đã tiến triển chậm hơn những gì mà Tổng thống Putin mong đợi, nên ông sẽ hành động quyết liệt hơn. Tổng thống Mỹ cho biết nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine phụ thuộc vào mức độ của cuộc tấn công mà Mỹ và NATO có thể can thiệp bằng hành động quân sự vì nó có thể ảnh hưởng đến các quốc gia lân cận. Có thể xem, trước mắt nó là một cuộc chiến về truyền thông. Còn Ukraine có thật đang phát triển vũ khí sinh học hay Nga có sử dụng vũ khí hóa học? Chúng ta sẽ phải chờ thời gian trả lời cho câu hỏi này. Là một nước trung lập, các bạn ủng hộ quan điểm của phương Tây hay của Nga? Hãy cùng thảo luận tại phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.